Rồi chúng ta tạo máy mới. Các bạn chọn new, một cái máy mới. Rồi chỗ này cũng tương tự, nếu mà các bạn chọn typical ở trên là nó sẽ tự động tạo cho mình một cái máy ảo mặc định theo cách mà của thằng VMware nó lựa chọn cho mình. Còn ở dưới này mình chọn custom, mình sẽ tự lựa chọn cấu hình. Phiên bản, trong này nó có rất là nhiều phiên bản. Như vậy khi các bạn cài cái phần mềm này nè, cài cái phần mềm là VMware này phiên bản bao nhiêu, của thầy là đang cài là 15. Nếu như bạn muốn tạo một cái máy ảo mà cho máy của bạn mình xài mà máy của bạn mình cài VMware là 14 thì các bạn chọn phiên bản là 14. Phiên bản 14 thì bạn có thể chạy trên Workstation 15 được. Đồng thời mình chép cái máy ảo này cho bạn của mình xài thì bạn mình vẫn xài được, bởi vì nó cùng phiên bản 14. Còn nếu trường hợp mà bạn tạo ra một cái máy ảo phiên bản là 15 thì trên máy mình là cài VMware 15 chạy được, nhưng mà chép cái file máy ảo này đi qua máy của bạn mình, máy của bạn mình cài VMware 14 là nó không mở được. Được chưa? Đó thì tùy trường hợp mà mình chọn phiên bản. Bây giờ mình chọn 15 luôn. Nó hỏi là bạn cài đặt cái hệ điều hành này ở đâu? Từ ổ vật lý, tức là mình đang tạo máy ảo nhưng mà nó lại dùng ổ CD thật. Nếu mình chọn cái này, tức là mình bỏ cái đĩa CD thật luôn vào cái ổ CD của cái máy tính của mình, thì tí máy ảo nó sẽ lấy dữ liệu từ đó nó cài. Còn chỗ này là sẽ cài từ cái file ảnh, tức là mình cài từ cái file ISO mà lúc nãy thầy chỉ cho các bạn, mình lưu ở đâu thì mình chỉ đường dẫn cho nó tại từ file ISO. Cái tiếp theo là tí nữa tôi sẽ cài xong, I will install the operating system later. Như vậy tí nữa tôi sẽ cài. Mình chọn cái này cho nó khỏi hỏi. Chọn ở đây, cài hệ điều hành gì? Cài Windows, cài Win 10 64 bit. Trong này nó có rất là nhiều phiên bản mình có thể chọn. Và tí nữa mình ý định là cài Win 10 64 thì mình chọn ở đây. Bạn có thể cài Linux thì bạn chọn Linux. Có rất là nhiều phiên bản của Linux. Cài ở đâu? Đặt tên là gì? Ví dụ bây giờ nó mặc định cho mình là ở trong cái document nó tạo một cái thư mục là virtual machine, là thư mục máy ảo, và nó đặt cái thư mục là Win 10 64 bit để nó chứa cái bộ Win của mình. Nếu như bạn cài ở đây thì tí nữa chúng ta sẽ mở thư mục document lên. Trong đây nó sẽ có một cái thư mục mới, và tất cả những cái máy, những cái dữ liệu mà gì mà liên quan đến máy ảo thì nó nằm trong thư mục đó. Bạn có thể chọn cái đường dẫn này là đường dẫn khác. Cách để mà sử dụng firmware, firmware là cái bộ điều khiển cơ bản. Ví dụ như là bạn mua một cái điện thoại thì trong đó nó cài firmware mấy, tức là cái lỗi đó, tức là cái hệ điều hành gốc để nó điều khiển phần cứng ban đầu, rồi sau đó bạn mới cài Android lên. Chứ còn người ta sản xuất phần cứng ra nó chỉ là một cục sắt thôi, người ta phải cài cái lỗi vào, cái firmware vào thì nó mới bắt đầu bật lên, nó nhận diện được phần cứng, lúc này bạn mới cài được hệ điều hành. Giống như nhận diện main nè, thì main nó bắt đầu nó mới nhận diện CPU nè, nhận diện RAM nè, nhận diện ổ CD nè, nhận diện ổ cứng nè. Sau khi nó nhận diện hết thì bạn mới bỏ ổ CD vô bạn cài được. Chứ nếu như mà người ta sản xuất ra cái main, người ta sản xuất ra CPU, người ta sản xuất ra RAM, người ta sản xuất ra ổ cứng mà không cài gì hết trơn, bạn ráp vô, mở điện thì nó lên, nhưng mà nó chỉ là một cục sắt, nó không có cái gì nhận diện, không biết gì hết trơn á, thì cái đó chúng ta kêu là cài firmware. Khi mà các bạn cài firmware thì nó có hai cái hệ. Một là bạn sẽ cài cái BIOS, tức là Basic
input output system, đó là những cái main cũ á thì nó là điều khiển bằng BIOS, còn những main mới á thì nó điều khiển bằng cơ chế khác. Thì chỗ này tùy mình có để mặc định thôi, nó cũng không quan trọng lắm. Số CPU. Như vậy thì mình trong máy của mình có mấy CPU, và trong CPU thì nó có bao nhiêu nhân ở bên trong. Thì ví dụ như máy thầy là xài i5 thì nó có nhiều, nhưng mà mình chọn một thôi. Tại vì sao? Khi mà các bạn chọn CPU nè, và đến đây các bạn chọn RAM nè, thì chỗ này hết sức chú ý. Khi mà các bạn chọn 1 hoặc là 2GB RAM, máy của thầy lúc nãy thầy cho các bạn thấy là RAM của thầy là bao nhiêu GB? 12GB. Nếu như mà thầy không chạy máy ảo thì cái hệ điều hành của thầy nó sử dụng hết 12GB cho cái công việc của cái máy thật này. Nhưng nếu mà chỗ này thầy set là 2GB cho cái máy ảo Win 10 này, mà nếu thầy không mở lên thì không có vấn đề gì. Nhưng nếu mà tí nữa thầy bật cái máy ảo này lên thì bản thân cái máy ảo này nó xài 2GB. Vậy còn máy thật là bao nhiêu? 10GB. Máy thật của mình á là lúc này coi như mình chỉ gắn có 10GB RAM thôi. Còn giả sử chỗ này mà các bạn chọn là 4GB, thì khi bạn bật cái máy ảo này lên thì riêng cái máy ảo này nó chiếm 4GB, thì máy thật của mình còn 8GB. Là coi như trong máy của mình gắn RAM thật chỉ có 8GB thôi, còn nó dành 4GB cho thằng này. Nếu mà mình chọn 8GB thì mình nghĩ là cho cái máy ảo nó chạy nhanh, đúng không? Ok. Nhưng mà lúc này máy thật của mình còn mấy? 4GB. Lúc này máy thật của mình nó chạy thực sự chỉ có 4GB RAM và nó rất chậm. Khi mà nó đã chậm rồi thì cái phần mềm VMware này có nhanh không? Không thể nhanh được. Mà đã không nhanh rồi thì cái Win ảo ở trong này cũng không thể nhanh được. Cho nên khi các bạn chọn RAM, chọn tốt nhất là cho theo cái gì? Recommender. Là nó sẽ gợi ý cho mình, khuyến nghị cho mình là sử dụng 2GB là vừa. Đó, nó khuyến nghị cho mình. Như vậy, tùy máy. Tức là RAM của mình nhiều thì nó khuyến nghị khác, RAM ít nó khuyến nghị khác. Nhưng mà thường đối với Win 10 thì nó khuyến nghị 2GB. Rồi, card mạng. Chú ý card mạng nè. Khi mà chúng ta tạo card mạng thì nó hỏi nè, dùng cái dạng là cầu nối, thì nghĩa là ở cái card mạng chỗ này thầy sử dụng địa chỉ IP ở đây là 192.168.175.21, là do cái đầu này nó phát nè, nó cấp IP cho thầy 192.168.175. Nếu như trong máy ảo mà thầy chọn cái dạng là brick thì gần như là một cái máy thực giống như các bạn đang xài ở đây, cắm cái dây trực tiếp vô switch này, nó nhận IP cũng giống như là máy thực của thầy nhận. Đó, IP của thầy nó cũng nhận là 192.168.175, còn chấm phía sau là tùy theo máy. Như vậy IP của máy ảo nhận giống y chang nhưng mà máy thực nhận. Đó là nếu mà chúng ta chọn brick. Còn nếu mà chúng ta chọn cái dạng NAT, chọn dạng NAT, thì nó sẽ tự động nó cấp cho cái máy ảo này một cái dãy IP khác. Vậy thì khi nào chúng ta chọn brick, khi nào chúng ta chọn NAT? Chọn brick thì cái máy ảo của thầy sắp tạo ra nè, nó y chang như là một cái máy mà laptop của các bạn đang cắm vô mạng ở đây. Thầy có thể pin qua thấy IP của các bạn, thầy có thể gửi share dữ liệu cho các bạn. Bởi vì hai cái máy là cùng dãy IP, nó nhìn thấy nhau. Còn nếu như các bạn chọn NAT,
nếu mà các bạn chọn grid thì cái chuyện hạn chế của mình là gì? Nó hạn chế cái gì? Hiện tại là khi mà chúng ta tạo ra thì nó không có nhìn thấy được. Như vậy lúc này các bạn chọn Grid thì các bạn có một cái máy giống y chang như máy thật. Còn nếu mà các bạn chọn NAT thì các bạn vẫn ra mạng được nhé. Vẫn ra mạng được, nhưng mà nó có dãy IP khác. Lúc này các bạn chọn một trong hai thì cái máy ảo của bạn nó có vai trò như một máy thật. Tức là những máy ở bên ngoài có thể nhìn thấy được cái máy ảo của mình. Còn nếu bạn chọn là View Hot Only Network là máy ảo của mình trong cái laptop của thầy nè, thầy tạo 4 cái máy ảo thì chỉ có những máy ảo này làm việc với nhau thôi, nó không thể thông ra, và những cái máy laptop của bạn không nhìn thấy máy ảo của thầy. Còn nếu mà thầy chọn Grid thì các bạn nhìn thấy được máy của thầy. Như vậy giả sử ở phòng của các bạn có 2 cái laptop, bạn thực hành mạng, bạn cần một cái hệ thống là 6 máy, thì bạn có thể mỗi cái máy laptop này bạn cài cho thầy 2 cái máy ảo nữa. 2 cái máy ảo cộng với lại một cái máy thực laptop là có 3 máy. Mà 2 người như vậy thì có được 6 máy, là mình thực hiện được một cái bài lab về quản trị mạng 6 máy. Mình chỉ cần 2 máy thực thôi là mình tạo ra được 6 máy. Nếu như máy của bạn đủ mạnh, tụi bạn tạo luôn 5 máy ảo đây này với cái máy thực của mình nữa là 6. Nhưng mà chỉ sợ nó không đủ mạnh thôi, thì mình kết hợp 2 người lại, mình sẽ có được hệ thống 6 máy. Điều khiển vào ra, mình chọn luôn cái chuẩn của nó. Ổ cứng các bạn chọn ADA hoặc là chọn SCSA. Như vậy cái này nó cũng lại có cái bus. Cái này nó là ADA. Cái này là cáp đi. Bus. Đây. ADA là cái dạng này. Đó, cái đường dạng này để kết nối vô cứng, kết nối vô CD. Còn cáp bây giờ thì người ta sẽ sử dụng cái gì? Cộng dây nó sẽ khác. Cộng dây nó sẽ khác. Đây, cộng dây nó sẽ khác. À, cách kết nối nó sẽ khác. Được chưa? Rồi, mình chọn recommender là khuyến nghị. Ổ cứng, chú ý ổ cứng nè. Khi mà các bạn sử dụng máy ảo, mình có thể tạo một cái ổ cứng ảo mới. Khi tạo ổ cứng ảo mới
thì trong cái thư mục mà thầy nói nó sẽ tạo ở trong cái Visual Machine này nè, một cái file giống như là mình tạo ở chỗ này là một cái file tạo mới, ví dụ vậy, nó là một cái file. Thì trong cái file này lúc đầu dung lượng của nó rất nhỏ, 0 byte, tức là không có dung lượng. Khi mà mình gõ dữ liệu vô đây, gõ dữ liệu vô thì bắt đầu nó sẽ xuất hiện dung lượng là 1,21 KB. Như vậy lúc này trong máy ảo của mình tạo ra thì cái file này nè, dung lượng của nó khoảng gỡ 1 MB thôi, tức là để nó quản lý cái ổ đĩa ảo. Nhưng khi các bạn cài Win vào, Win của mình 2GB, 3GB, 10GB thì cái file này nó sẽ tự động nó phình lên, nó giống như một cái bong bóng vậy. Bạn mới mua một cái bong bóng thì nó rất nhỏ, nhưng mà khi mình thổi khí vào, càng thổi thì càng lớn. Vậy khi mà mình chép dữ liệu vào cái máy ảo, chép dữ liệu vào ổ cứng ảo thì cái file này nó sẽ tự động nó phình lên. Dùng ổ cứng đã có để làm gì? Ví dụ khi mà các bạn đi cài đặt phòng máy á, khi các bạn đi cài đặt phòng máy, mình có một cái máy ở đây, một máy A, mình đã cài pin rồi, mình đã cài ốc pin rồi, mình đã cài bộ gõ rồi, đó, rồi mình đã cài form rồi, tất nhiên thứ mình đã cài rồi. Vậy thì đối với lại cái máy B, nếu như mình cài lại thì tốn rất nhiều thời gian. Vậy thì thay vì mình cài, mình sẽ chép đĩa qua bằng phương thức là mình gót qua, chép đĩa cứng qua. Đó. Thì mình sẽ lấy cái ổ cứng mà mình chép đó gắn vào cái máy này. Thì cái này nó nói là dùng ổ cứng ảo đã tồn tại, tức là cái ổ cứng ảo mình đã tạo ở đâu đó rồi. Ví dụ bạn A tạo ra, chép cái ổ cứng đó cho bạn B, và bạn B chỉ cần mở lên là chạy luôn, không cần cài, không cần làm gì hết. Cái thứ ba là dùng ổ gì đấy, cái này là ổ gì? Let's go là gì? Ổ gì? Dùng ổ vật lý, máy ảo nhưng mà dùng ổ cứng thật. Ví dụ máy của thầy đang có ổ cứng thật là có cái gì? Ổ C và ổ D. Nếu thầy mang cái ổ D này vô máy ảo thì cái máy ảo nó thấy tất cả những gì mà thầy đang thấy ở đây. Trên máy ảo chọn file này, delete, thì cái file này ngồi ổ cứng thật mất luôn. Tức là nó dùng cái ổ D của thầy y chang như là máy thực đang dùng. Đó, thì chỗ này chúng ta sẽ chọn là dùng ổ vật lý. Chúng ta chọn cái đầu tiên là tạo ổ cứng mới. Nó cho chúng ta tạo ổ cứng 60 GB. Bây giờ bạn tạo ổ cứng 6.000 GB được không? Lý do? Nó ảo. Vậy thì cái ổ 60 GB và ổ 6.000 GB nó khác nhau gì? Tạo được, nhưng mà nó sẽ bị giới hạn cái gì? Tốt. Nói chung là với một cái ví dụ rất là trực quan, giống như là bạn để một cái bong bóng, ví dụ bạn mua cái bong bóng mà 500.000 á, thì mình thổi vô cái hộp nhỏ thôi là nó hết cỡ rồi, cái bong bóng nó chỉ đến đó thôi. Nhưng mà mình mua một cái bong bóng 10.000 là bong bóng dạng lớn, nhưng mà mình có cái hộp chút xíu rồi thì mình bỏ lúc đầu vô thì được, nhưng mình thổi lên nó cũng chỉ có kích thước chừng đó, hết cỡ rồi.
Như vậy thì giả sử như là mình tạo 6.000 GB, nhưng mà mình đang muốn lưu là lưu trong document là ở ổ C. Vậy thì mình coi ổ C của mình có dung lượng là bao nhiêu. Bộ nhớ trống chỉ có 78 GB thôi. Thì mình tạo bao nhiêu là tùy mình, nhưng mà nó chép tối đa là 78 GB là hết. Cho nên khi mà chúng ta tạo ra cái ổ cứng ở đây, nó không quan trọng, bởi vì nó chỉ có mấy ký thôi. Lúc đầu nó rất là nhỏ, nhưng mà mình chép dữ liệu vào bắt đầu nó mới phình lớn. Thì thường chúng ta tạo 40 GB là được rồi, đủ để cài Win, không cần phải tạo nhiều. Ổ cứng này sẽ làm gì? Sẽ chia nhỏ hay là không? Chỗ này nè, nó kêu là ổ cứng của bạn sẽ được chia nhỏ ra làm nhiều file. Để làm gì? Để khi mà chúng ta chép cái ổ này đi bằng USB thì có thể chép được. Còn không thì chúng ta để một file thôi. Tên của ổ cứng nó cũng để là Win 10 64 bit, nhưng mà có cái đuôi là VMDK, là Victor Machine Disk VMDK. Nó thống kê lại cho mình nè. Win 10 64 bit được cài ở đây với phiên bản là 15. Tên hệ điều hành, tên là Windows 10 64. Ổ cứng được tạo là 40 GB, RAM là 2 GB, cách kết nối cạc mạng là Crit. Ngoài ra chúng ta có ổ CD, có USB, có cổng của máy in, có sao cạc. Rồi, Win 10 được tạo, mình xem lại trong này. Đây, Win 10 được tạo. Mình xem ở bên trong, nó sẽ có nè. Đây, cái ổ cứng của mình đây, mới tạo nó chỉ có 5 MB thôi. Tí nữa mình cài Win nó sẽ lên mấy GB ấy, 5 MB thôi, mới tạo. Bây giờ nếu như mà mình mở máy lên, bật máy, power on, đây nó chạy nè, máy chạy giống y chang như là một máy thực đang chạy. Nó bắt đầu khởi động mà từ cạc mạng nè, khởi động từ cạc mạng, nó sẽ khởi động từ ổ cứng của máy ảo. Lúc đầu là khởi động từ ổ cứng nè, hard device, không thấy dữ liệu. Khởi động từ CD cũng không thấy dữ liệu. Bây giờ nó khởi động từ cạc mạng, xem thử thế nào. Khởi động từ cạc mạng cũng không thấy. Đúng rồi, hơi lâu tí. Rồi, không thấy gì hết. Cho nên nó nhảy vô đây nè, nó cho phép mình khởi động lại theo cái gì đó. Mình sẽ chọn lại ở trong này. Bây giờ mình bỏ ổ CD vô để cài nhé. Bỏ CD vô để cài. Khi mà các bạn có thể, các bạn sẽ thấy nó ở đây là chưa khởi động, thì mình có thể bỏ CD vô nè, lấy chụp vô đây. Đây nó lên cái bảng nè, ổ CD nè, dùng file ảo nè, tìm đến chép cái file này ở đâu thì mình chỉ đường dẫn cho nó, chỉ đường dẫn cho nó xem thử là cái file của mình chép ở đâu. Đây Win 10. Rồi chưa tải về nữa chứ, tại vì thầy chép cái file đó ở trên mạng cho nên nó phải đợi tải về cái này.
software máy ảo. Rồi đang tải. Bây giờ các bạn làm đến đây giúp thầy đi, tạo ra một cái máy ảo trước. Đến đây đi. Rồi trên máy của bạn đã có cái file Win10 ISO này chưa? Chưa có thì lấy USB chép về.